Sáng nay, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã có buổi tiếp ông Toshihiko Takahashi, tân chủ tịch công ty du lịch Hương Giang đã đến chào xã giao Ủy ban dân tỉnh. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Phương gửi lời chúc mừng ông Takahashi trên cương vị mới tại công ty du lịch Hương Giang. Thời gian qua do dịch bệnh COVID-19 nên hoạt động du lịch dịch vụ trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề, trong đó có công ty du lịch Hương Giang. Với sự ổn định trở lại trong thời gian gần đây, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh hy vọng công ty Hương Giang sẽ có những chương trình hấp dẫn để thu hút du khách, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp sau thời kỳ dịch bệnh. Ông Takahashi, Chủ tịch công ty du lịch Hương Giang cảm ơn sự đón tiếp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Hiện nay công ty du lịch Hương Giang cũng đang nỗ lực đầu tư, tổ chức các chương trình kích cầu để phục hồi sau đại dịch. Ông Takahashi mong muốn Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện để doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả trên địa bàn.